trong buổi nói ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị. Lời nói đầu tiên thì cho phép Linh Ngọc xin được thay mặt cho tất cả những người làm chương trình gửi đến quý vị một lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc cho quý vị có một đêm thưởng thức nghệ thuật thật sự vui và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Quý vị thân mến, ngày hôm nay là một ngày khá đặc biệt. Cái chủ đề của ngày hôm nay là được mang tên là tình cha, mà kể cả ekip của chúng tôi cũng đã phải chờ đợi một thời gian khá là dài. Vì ngày hôm nay là mini show của một cậu bé mà cách đây 10 năm tôi đã được đá hát trong chương trình Tết Vạn Lộc của công ty Đời Vàng. Và ngày hôm nay, sau 10 năm đó, cậu bé đó đã trưởng thành hơn, lớn hơn, trưng trạng hơn, hát hay hơn, có cảm xúc nhiều hơn để dành tặng cho quý vị. Đây cũng là một đứa con cưng của công ty Đủ Người Vàng, đã được anh ít cầu viện dâu dìu dắt cũng như là bảo ban con rất là nhiều để có được đức tính trưng trạng hơn, tuyệt vời hơn trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và ngay lúc này đây thì Ngọc không muốn giới thiệu nhiều hơn nữa trong buổi tối ngày hôm nay. Muốn nghe một cháu đang thật lớn được viết quý vị để chương trình bắt đầu được không quý vị thân mến? Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Ngay lúc này đây thì xin mời quý vị cùng hướng mắt lên sân khấu để cùng gặp gỡ với nhân vật chính trong buổi tối ngày hôm nay, nam ca sĩ nhí Đức Minh.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Với tất cả mọi người về hệ thống vườn tùng La Hán Nhật Bản của chúng tôi. Hiện tại đang có 6 vườn được trải dài từ Bắc vào Nam, quận 2 thành phố Hồ Chí Minh và quận Sơn Trà của Đà Nẵng. Tại Hà Nội chúng tôi có 4 vườn và hiện tại tôi đang đứng tại vườn tùng La Hán Nhật Bản số 2 Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội.
Tình yêu ơi, đến đâu là gì?
Tôi sợ rồi một ngày nào đó tình đến rồi tình vụt bay đi chẳng biết gì bỏ lại trong tôi từng đêm hơn rồi bỏ lại trong tôi niềm ước mơ.
xin giới thiệu với tất cả mọi người về hệ thống vườn tùng La Háng Nhật Bản của chúng tôi. Hiện tại đang có 6 vườn được trải dài từ Bắc vào Nam, quận 2 thành phố Hồ Chí Minh và quận Sơn Trà của Đà Nẵng. Tại Hà Nội chúng tôi có 4 vườn và hiện tại tôi đang đứng tại vườn tùng La Háng Nhật Bản số 2 Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội. Quân tử đến bờ bám sang nước mặn, những chiều không mây nặng lững lờ chiều chiều nghe vời vời hằng yêu.
Vâng, cảm ơn quý vị, chỉ là Phương sẽ trở lại sân khấu. Cũng xin cảm ơn chú rất nhiều vì chú đã góp mọi ca đánh bắt cùng mình trong cái buổi tối nay show của mình. Xin cảm ơn chú ạ. Bây giờ cho chú một tràng pháo tay. Vâng, xin cảm ơn mọi bạn đã tham bước hai quân và là lần đầu tiên thể hiện sai sót mọi người bỏ qua cho mình. Để trở lại với chủ đề của những show tình trang ngày hôm nay, thì là ca khúc về cha, ca khúc được mang tên Cha Già Rồi Đúng Không, sáng tác của Phạm Công Phúc. Xin mọi người cùng thưởng thức lắng nghe. Thank you.
Một ca khúc tiếp theo của một ca khúc mới của một cô nhạc thơ tên là Trịnh Hương, cô đã sáng tác cho con một ca khúc này, ca khúc Con Đi Tìm Cha. Thì ngày hôm nay cô cũng đã có mặt trong buổi tối hôm nay để đưa con trình diễn ra ca khúc này. Ca khúc này thì con xin chia sẻ là ca khúc này xảy ra cuộc đời của cô ấy, cuộc đời của cô ấy. Khi mà con gặp được lời của nó rất là đơn giản thôi, là trước đây con là thầy mình vượt quay một bài hát của con cha là được đón nhận rất đẹp của quý vị dòng sau, cũng là cái duyên để tiếp nối hát cho các bạn với nhau. Thì ngày hôm nay theo chủ đề đó là tìm cha, thì ngày hôm nay cho rất là thể hiện ca khúc của một ca khúc sáng tác của ca sĩ Ngọc Sơn, một ca khúc tìm cha. Xin mời quý vị. Con cũng xin cảm ơn công ty Nụ Cười và Thầy Vượng và vợ Nguyễn Vượng và Phú Hiền đã tổ chức cho con một show hoàn tráng như này. Có lẽ là hát thì cần phải rất tốt, nhưng mà nói thì cần phải uống rượu nhiều thì mới nói tốt. Đúng rồi. Đấy, thầy chỉ nói một câu nó đã chắc. Mic nó đã chắc rồi, đúng không? Dày, âm lượng dày, đầy đủ truyền tải. Ngày xưa, trước khi học diễn viên, trước khi làm ca sĩ thì thầy phải học rất nhiều năm về hùng biện cũng như nói chuyện. Bây giờ rất nhiều MC, nhưng mà có những người họ đi nói chuyện trước cả hàng vạn người, hàng nghìn người, thì người ta dùng ngôn ngữ và âm thanh làm cho người nghe hút lấy, ví dụ như này. Cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt tại đây đây. Và sự ủng hộ của quý vị là cái tình cảm dành cho hai thầy trò. Xin mời quý vị cùng hôm nay. Vâng, thật ra là Đức Vĩ này thì quý vị biết rồi, con là một trong những, có thể nói là thần đồng Việt Nam. Cách đây khoảng hơn 10 năm, chương trình Việt Nam Got Talent và nhiều chương trình thì con đã là quán quân. Lúc đó chỉ bé xíu thế này thôi, nhưng mà Đức Vĩ đã đóng Thị Mầu, đã đóng vai Suy Vân Giả Dạ, một trong những vai kinh điển khó nhất của sân khấu dân tộc. Và khi đó có anh Hoài Linh, có rất rất là nhiều ban giám khảo, có cả anh Thành Lập đánh giá rất là cao. Sau đó là con có tham gia chương trình Thế Vạn Lập từ những năm 2015 và mấy năm vừa rồi cũng thế. Thì vô tình một lần người hai thầy trò hát song ca và tìm cha, rất nhiều anh chị Việt Nam và hải ngoại cũng đến. Nhân dịp 1 tháng 6 thì hai thầy trò cũng tổ chức một mini show này, thì xin chân thành cảm ơn giám đốc Bùi Thị Thu Hiền đã vay mượn để cho hai thầy trò tổ chức đêm nhạc ngày hôm nay. Đúng không? Bởi vì là mỗi lần làm cũng như thế, sợ lắm. Và bây giờ xin mời quý vị cùng đến với nhạc phẩm của ca Ngọc Sĩ.
ca nhạc sĩ Ngọc Sơn, một bài hát rất hay, bài hát Tình Cha. Tình cha ước ăn như vầng thái thank you.
Vượng có tật xấu là hát thì bình thường thôi, nhưng mà muốn hát nó có màu và nó nhựa thì lại phải có tí cồn. Nhưng mà hôm nay thì thực sự là quên mang đi, bởi vì có một dòng giọng, duy nhất một giọng mà làm cho cái họng bên trong nó mắc cả lần. Thế nhưng mà hôm nay ở đây thì rất nhiều rượu nhưng mà không có, thành thử ra nó hơi khè một tí thì quý vị thông cảm. Lúc nào mà hát trong thì lúc đấy là mới nạp cồn đấy. Và bây giờ xin gửi tặng cho quý vị một cái nhạc phẩm rất hay để cho quý vị ở xứ này lắng nghe, chìm đắm trong âm hưởng của dòng nhạc trữ tình. Với bài hát cùng song ca với Thúy Vĩnh. Và bây giờ xin gửi tới quý vị những nhạc phẩm của nhạc sĩ Hoài Linh, không phải của anh Hoài Linh. Nhạc sĩ Hoài Linh là một nhạc sĩ tên là Hoài Linh. Vâng, không nhầm, Về Đâu Mái Tóc Người Thương hay là Chữ Tờ Bỏ Cô. Chúng ta sẽ đến với nhạc phẩm của Minh Kỳ và Hoài Linh, Chuyến Tờ Bỏ Cô. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Chiều nào duyên nhau thì không là sao.
hay quá. Và bây giờ chúng ta từ đầu đến giờ là từ nãy giờ là toàn ca sĩ nam thôi. Có một cô MC rất là xinh đẹp, và cô thực ra không phải là MC, cô là ca sĩ. Và bây giờ xin mời cô Yến Ngọc ra đây trong cái mini show, trong cái mini show của Đức Vĩnh, mặc áo rất là đẹp, sợ nhất là rắn vào. Và bây giờ trở lại sân khấu này, thì cái mini show của Đức Vĩnh cũng đang được một nửa đường rồi, toàn bước chân hai thế hệ đều hát song ca của Đức Vĩnh. Bây giờ nhân tiện với sân khấu như thế này, anh em có hát bài gì không? Hát tập chưa? Không tập thì mình cũng hát được, không sao thôi. Mình phải thể hiện rằng mình là thế hệ đi trước. Rừng càng già phải càng cay. Anh cũng nói thế thì còn rất nhiều các anh ở phía này hơn tuổi anh em mình. Đúng không? Nhưng mà các anh chị giỏi kiếm tiền thôi, hát chưa chắc đã bằng mình. Đúng, chính xác, vỗ tay. Chính xác, chính xác. Đấy. Và bây giờ cho phép Vượng Dâu và Yến Ngọc sẽ hát một cái bài. Và bài này là chuẩn bị qua MV. Nhưng mà thôi thì hôm nay cũng hát ở đây để tặng cho các anh chị bài song ca, một nhạc phẩm theo cái dòng nhạc gò công của một cố nhạc sĩ Hoàng Phương. Nhạc sĩ Hoàng Phương viết rất nhiều bài hát hay, trong đó có Chuyện Tình Hoa Bốn Biển, Mẹ Gò Công, Chiều Hạ Vàng hay là Đặc Biệt, một bài rất hay mà chúng ta hay hát sai lời và cũng hay gọi tên sai bài hát, đó là bài Hoa Sứ Nhà Em, và chúng ta vẫn gọi là Hoa Sứ Nhà Em. Cảm ơn. Thank you.
xin giới thiệu với tất cả mọi người về hệ thống vườn tùng La Háng Nhật Bản của chúng tôi. Hiện tại đang có 6 vườn được trải dài từ Bắc vào Nam, quận 2 thành phố Hồ Chí Minh và quận Sơn Trà của Đà Nẵng. Tại Hà Nội chúng tôi có 4 vườn và hiện tại tôi đang đứng tại vườn tùng La Háng Nhật Bản số 2 Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội. Cảm ơn công ty Nụ Cười Vàng, cảm ơn tất cả những người anh, người chị, những vị khách rất là quý đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Bởi vì ngày hôm nay đến ngọc tiếp là ngày 1 tháng 6, chắc hẳn quý vị ngồi đây ai cũng có con cái, cũng sẽ phải đưa con cái đi chơi. Nhưng vì yêu mến anh Vượng, vì yêu mến Đức Vĩnh, vì yêu mến tất cả những người nghệ sĩ có mặt trong buổi tối ngày hôm nay, và quý vị đã bớt chút thời gian đến đây để chung vui cũng như là chia sẻ cái niềm đam mê, cái niềm nghệ thuật của tất cả những người nghệ sĩ. Một lần nữa xin được một tràng pháo tay lớn dành cho tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Với các khúc tiếp theo của mình là chủ đề của mình, sẽ là một cái ca khúc mà có lẽ những quý vị yêu mến cái dòng nhạc bolero, quý vị sẽ chắc hẳn không ai xa lạ ca khúc này, bởi nó đã được mệnh danh là ca khúc cấp ca của bolero. Bởi vì đây là một ca khúc rất là thành công của nhạc sĩ Thái Thịnh khi mà ông đã sáng tác ra ca khúc này. Bởi vì ca khúc này sau khi ra đời chỉ có hơn 1 năm mà đã đạt tới 75 triệu view. Đó chính là ca khúc Duyên Phận. Và cũng chính vì ca khúc này nó nổi tiếng nên có rất nhiều những người nghệ sĩ đã hát nó, nhưng Yến Ngọc chưa từng một lần. Và đây là lần thứ hai. Đây là lần thứ hai Yến Ngọc đã hát ca khúc này. Và bởi vì Yến Ngọc muốn làm mới nó, muốn làm cho tất cả những người con gái sẽ có một cái nhìn về cái bản thân mình, phụ nữ trong một hiện đại thời nay. Một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh, Duyên Phận, người ta quyết định. Oh,
là người đàn ông duy nhất trong buổi ngày hôm nay. Là quà sinh nhật 18 tuổi của em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn chị Quỳnh, cảm ơn anh Quảng ạ. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Và một cái khúc nữa theo phần trình bày của mình ngày hôm nay là live show được mang tên tự đề là Tiền Trang. Và Đức Vĩnh đã thể hiện rất mạnh những ca khúc của Trang. Ngay lúc này thì cho phép Ngọc xin được gửi tặng tới quý vị, bởi vì biết rằng tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng đã từng làm cha làm mẹ. Bởi vì chúng ta làm cha làm mẹ, chúng ta mới hiểu được trước khi cha mẹ làm thế nào. Đây là một ca khúc rất là thành công của nghệ sĩ Vừa Minh Tuyền. Vừa Minh Tuyền khi mà anh cho ra ca khúc này thì đã đón nhận được rất nhiều những tình cảm của khán giả, bởi vì ai đã làm mẹ cũng đều thấy mình, cũng đều thấy cái hình ảnh của mình ở trong ca khúc này. Xin được trân trọng gửi tặng tới tất cả quý vị một số các rất nhiều quý văn nghệ sĩ Hứa Minh Tuyền, ước mơ của mẹ. Cảm ơn quý vị. Mẹ chẳng bao giờ
ca với nhân vật chính trong buổi tối ngày hôm nay. Xin mời sự trở lại của nam ca sĩ nhí Đức Vinh. Chính ra là phải là hai cô cháu, nhưng mà mình mới 10 tháng tuổi thôi, mình dặn lòng mình như thế để nó phải gọi mình bằng chị. Gọi đi chị. Được. Chiều mình vẫn gọi bằng cô, bây giờ phải là bọn chị. Vì sau đây hai chị em sẽ gửi tặng tới quý vị một sáng tác rất nổi tiếng của nghệ sĩ Trần Tiến. Chị tôi, em vẫn chưa biết chồng quý vị.
quê trở về làng quê anh. Nhìn hàng có sáng sờ lá trầu khô. Mộ chị tôi bé thơ sinh đứng bên con lẻ loi. Mộ người chưa có trong hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin cảm ơn cô bác anh chị. Em đang đứng ngoài kia, em cứ nghĩ là còn một cái bài hát ở trong clip là xa mưa rông. Em đang ngoài, em buồn ngoài kia. Tuy nhiên là cái nhạc người đã cô chết rồi, lên bài của mình rồi. Lỗi này là bài ban tổ chức. Các bạn ở hôm nay rất là vinh dự theo chiến thắng được tham gia cái chương trình Beauty Show của Tức Vĩnh. Xin cảm ơn anh Công Vượng và đạo diễn Công Vượng đã mời chiến thắng tham gia chương trình này, rất là tâm lý. Bởi vì là cho các bác vừa nhiều rồi thì hôm nay cho các bác sâu lắng một tí, đúng không? Suy tư một tí. Mấy ông hài lên hát thì em biết là các bác rất là buồn cười rồi. Nhưng mà thôi các bác ạ, còn em đôi lúc cũng phải thay đổi món ăn một tí, đúng không các bác? Thời gian thì không còn nhiều, nhưng mà anh Thắng nói đúng. Quý vị nghe Chiến Thắng, nghe Vườn Sâu, nghe rất nhiều nghệ sĩ diễn rồi, đúng không ạ? Và có một cái chủ đề sớm muộn tôi cũng làm, và ngày hôm nay nói ra thay cho Đăng Chí và Tuyền, đó là hài hát tình ca. Một mini show toàn bộ nghệ sĩ hài trên sân khấu, không phải những hài nghệ sĩ hát, đó có cả nghệ sĩ Chiến Thắng. Em biết là có nhiều bạn cũng làm rất cười rồi, nhưng mà thôi kệ, tôi thay đổi đến mức kia tôi hay hơn. Đúng này, thế này nó dày hơn này. Nói về Vượng em không phải định đâu, nhưng mà đúng thật là cứ cái chương trình nào mà Vượng tổ chức ấy, thì là thông thường là hay nghĩ đến mấy anh em. Ví dụ anh có một con tám này, rồi Tiến Ngọc, rồi Chiến Thắng này. Có những lúc em bận không làm được thì thôi bảo Vượng ơi, để lần sau anh làm. Nhưng mà vẫn mà có một cái gì đó nhỏ nhỏ để kéo anh vào. Thì nói về cái kỷ niệm các bác ạ, hôm nay em vẫn nhớ là cái ngày mà Vượng còn ở trường sân khấu nhỉ. Thuê cái nhà trong cái góc, cái cầu thang ấy. Em nói thần các bạn hôm đấy vào, đi vào thăm ông em, ông ở trong đấy. Ngoài dịch em đi qua cầu thang, và một phát vào cái bậc cầu, dăm cầu thang, kêu hết từ đầu các bạn ạ. Mà nhớ mãi cái kỷ niệm đấy không bao giờ quên được. 25 năm rồi đúng không ạ? Vâng. Thì hôm nay rất là vinh dự là được cùng Đức Vĩ. Không, bây giờ anh cũng giàu rồi, nói gì. Nhưng mà cứ nhớ cái thời ba vào cầu thang. Và sau đây chúng ta cũng mất thời gian của ban anh chị. Thì hôm nay trong chương trình thì Chiến Thắng Xin Gốc một bài hát nữa được mang tên Bến Sông Chờ. Xin một tràng tay của các bạn. Thank you.
lòng yêu có nghe trong mắt lệ hồng
tình đậm thắm hơn. Còn khóc chi em, thôi buồn chi em. Dù có thương đâu, mình cũng xa rồi. Ngày nào ta mơ chung đôi, ngờ đâu nơi chia hai đôi. Vui buồn ai biết trong đời. Đừng trách em xin hiểu có anh. Tình trách em nên tình lỡ duyên tình. Thì thôi em quên, em quên chuyện xưa cho anh, cho em để một người vui vơi. Vừa lúc ra nhập đấy.
làm lại phát rửa nhá. Còn nhớ chắc bảo là cảm ơn quý vị đã chịu đựng đấy. Chắc là tiếng Anh vừa rồi Yến Ngọc tạm dịch là cảm ơn quý vị đã chịu đựng, có đúng không anh? Giỏi quá, quá giỏi. Cảm ơn rất nhiều. Tưởng là thank you so much là cảm ơn đã chịu đựng. Một tiếng cầu, một tiếng Anh dễ hơn tiếng Việt. Quý vị thấy không khí vừa rồi thế nào ạ? Có xứng đáng nhận một tràng pháo tay thật lớn từ phía quý vị không ạ? Cảm ơn quý vị. Và ngay lúc này đây, những binh lính ở trên sân khấu đã lâu nao lắm rồi, bảo không hiểu mấy anh chị hát cái gì mà nó lâu thế, chờ mãi đến lượt mà bây giờ đã có 11 giờ hơn rồi. Thì Yến Ngọc cũng rất là mong muốn rằng là tất cả những quý vị còn ngồi lại đây, tất cả những gương mặt thân thương này hãy ngồi lại đây để cổ vũ cho Đức Vĩnh đến giây phút cuối cùng. Xin mời quý vị cùng quay trở lại với giọng ca của nam ca sĩ nhí Đức Vĩnh. Lớn lên nó được không ạ? Dạ, đây là một liên khúc rất hay của nhạc sĩ Trần Tiến. Thank you.
xưa bông hơn xưa bông bông. Thank you.
có lẽ rằng là mini show của Hoàng Thương Vĩ đến giờ phút này cũng có thể nói rằng hoàn thành tuyệt vời, và phần nhiều là nhờ sự có mặt của tất cả các bác cô chú anh chị và quý vị đang hiện diện tại đây, và đặc biệt là chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc Bùi Thị Thu Hiền đã trích ngân khố ra để tổ chức mini show cho con. Xin quý vị một tràng pháo tay cho vợ tôi. Đây là từ việc em tôi đó. Đừng có trêu quý vị được thôi. Mini show tuyệt vời rồi, và mong rằng độ khoảng 1-2 tuần nữa mini show của con sẽ phát trên kênh YouTube của Nụ Cười Vàng TV, và thưa quý vị sẽ xem bản full và chứng kiến tại ngày hôm nay toàn bộ các em, tức là các hát tươi hát vàng nhé, để cho quý vị phải dùng đúng từ tiếng Việt. Và bây giờ sẽ đến với liên khúc vòng lửa trên đời tỏa tan để kết thúc. Và vừa sẽ hát liên khúc 30 phút. Như
chúng ta đang lúc phim. Cho tin nhạc để còn tặng hoa.